Mến chào quý cô chú anh chị, mình quay lại với kênh YouTube Nhà Đất. Thì hôm nay em xin phép chia sẻ cho quý anh chị mình một căn nhà cách mặt tiền đường kênh Tân Hóa này nè anh chị. Chỉ có 40 mét thôi. Đó, anh chị đi bộ chắc 40 bước chân. Đó anh chị ha. Đây, đây là đường kênh Tân Hóa ha. Phía trước mình á là trường Trung học Phổ thông Tân Phú nha. Đó, chỗ đó Trung học Phổ thông Tân Phú. Bên tay phải mình lúc nãy là trường cổng sau của trường Đại học Văn Hiến ha. Anh chị đi lên kia là Âu Cơ rồi sẽ ra bệnh viện quận Tân Phú. Thôi Ngọc Hầu là có ủy ban nhân quận Tân Phú. Thì anh chị quẹo đây. Đây là cái hẻm khu vực hẻm này á, thì hẻm thông. Anh chị có thể đi cái này trực tiếp vô cho nó tiện cũng được. Còn nếu như mà anh chị muốn đi xe máy nhìn trên đường tí xíu thì anh chị có thể đi cái hẻm bên tay phải tí xíu nè. Đó, hẻm này là hẻm đi từ hẻm 25 Nguyễn Minh Châu đi vô nha. Đó, nhà mình á thì có cái là nó sẽ là cuối cuối hẻm này bên đây. Đó, nhà mình còn mới, có thể ở được liền nha anh chị. Giá cũng đang rất là tốt. Ngang là 4m, dài là 10m nha. Kết cấu là một trệt một lầu nha anh chị. Ở đây, nó nhà thì cuối hẻm nên là người ta dựng lại cái cổng á, nên là cho mình riêng tư anh chị. Nó ha. Cũng rất là ok, từ ngoài anh chị nhìn vào nè. Đó, đấy là nhìn vào. Đó. Giá chủ nhà mong muốn hiện tại là có mức giá là có 3 tỷ 400 triệu thôi. Giá là còn thương lượng nha. Anh chị nào đang còn quan tâm căn này thì liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại bên dưới nha anh chị. Nhà mình á theo đúng địa chỉ là đường Nguyễn Minh Châu, phường Phú Trung, quận Tân Phú ha. Còn anh chị mình đi đi từ kênh Tân Hóa đi vô thì đi chi vài khoảng tầm 40m thôi là tới nhà rồi. Đây, em đang đi bộ ngược trở ra cho anh chị mình xem cụ thể hơn nè. Xung quanh đây thì đầy đủ tiện ích hết rồi anh chị. Đó, đây, cổng sau trường Đại học Văn Hiến ha. Về Thợ Ngọc Hầu, Âu Cơ ha, ủy ban nhân quận Tân Phú, bệnh viện quận Tân Phú ha. Cực kỳ gần luôn. Xin cảm ơn anh chị đã xem hết video và hẹn gặp lại anh chị vào video sau.